Xin chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với cả kênh YouTube của Giới Đẹp 88 cũng như là Trọng Giới Đẹp cũng như Đạt 88. Thì ngày hôm nay thì em cũng lâu rồi chưa chia sẻ mấy cái video báo giá cái khoản cầm tiền tầm trên dưới 200 triệu. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia K2700. Một mẫu xe tầm tiền rất là vừa phải cho các bác tầm tiền dưới 200 triệu đời 2010. Cái mẫu xe này thì trang bị đầy đủ điều hòa đa sàn rồi và sẽ có cái mức giá đang chia sẻ là 175 triệu đồng và tất nhiên là sẽ có cái mức giá nó tốt hơn. Cái ưu điểm của mẫu xe này đó là chở hàng tầm 2 tấn trở lại nó rất là phù hợp, nhẹ nhàng, êm ái và khá là tiết kiệm nhiên liệu. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu trên 100 km của nó chỉ rơi khoảng tầm 7 đến 8 lít dầu. Và hiện tại thì cái tình trạng xăng dầu đang giá đang rất cao, chúng ta nên lựa chọn những cái mẫu xe nào nó phù hợp với công việc. Ví dụ như các bác chở hàng tầm 2 tấn thôi thì đây là một sự lựa chọn khá là phù hợp, 1 tấn 25 hạ tải xuống còn 1 tấn. Các bác mà lại chở hàng nhẹ nhẹ mà lại mua những cái dòng xe K3000 thì nó chưa phù hợp lắm. Nên chúng ta, các bác mà cần những cái mẫu xe nào, cần tư vấn thế nào thì có thể là liên hệ em qua số điện thoại là 0975 180 777 và 0981 188 765. Bây giờ em sẽ lên xe và cùng đi ra ngoài cổng mỏ để có quay những cái video nó chất lượng hơn với cái điều kiện là không gian và ánh sáng tốt nhất các bác nhé. Em mẫu xe này vừa về đây, chưa có dọn rửa gì cả, bụi vẫn nguyên. Đó. Không phải mấy ngày rồi không quay video. Thì dòng này các bác ngày xưa thì nhà em làm đồ thờ thì được rất là nhiều các anh chị em mơ chuộng chở hàng cái dòng xe K2700 này. Đi nó êm ái mà nó không có sóc xiếc gì cả. Cái này mới khá mới qua. Khá mới luôn. Khá mới tới 25 tháng 4 năm 2022 đấy. Các bác mà sở hữu này lại được cái khá mới. Cái dòng xe này thì giờ chỉ đăng kiểm chỉ còn là 6 tháng thôi. Chỉ còn 6 tháng một lần được các bác nhé. Phòng mổ bây giờ đang lần nằm. Trang trí rất là đẹp. Thì thoảng anh em đây tập thể dục tí nhé. Quay tay, chúng ta quay tay, quay chân các kiểu. Dòng Kia thì có những dòng như là K2700 này, K3000. Hai cái dòng đấy nó là hai cái phân khúc để chở hàng khác nhau. Dòng K3000 thì nó ưu tiên chở quá tải và tải nặng hơn. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng sẽ tốn nhiều hơn so với dòng xe K2700 này. Bây giờ thì sẽ cùng quay kỹ càng và chi tiết về mẫu xe này các bác nhé. Đối với dòng xe tải cũ này, chúng ta cần kiểm tra kỹ lưỡng về toàn bộ về các thành phần là khung gầm, máy móc, cầm bệ, kiểm tra xem có đâm đụng va chạm hay chưa, có dấu hiệu của tai nạn gì không các bác nhé. Đây là một cái mẫu xe vừa mới về, em chưa có dọn rửa gì cả và vừa rồi thì Thái Nguyên mưa rất là nhiều nên đâm ra là tình trạng xe hơi bị bẩn một xíu, nhưng em vẫn chia sẻ nhanh để các bác thể nắm được về cơ bản về cái toàn bộ cái tình trạng xe của chiếc xe này các bác nhé. Đây một mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2010, tải trọng là 1 tấn 25, hạ tải xuống còn 1 tấn các bác nhé. Sử dụng hệ thống treo bằng càng chữ A và chiếc xe đã được trang bị đầy đủ điều hòa lót sàn rồi. Đó. Với cái mức giá em đang trực chia sẻ công khai cho mẫu xe này là 175 triệu đồng. Bạt thì bạt mới này, đăng kiểm mới này. Đó. Một cái mức giá rất là phù hợp cho các bác để các bác có thể khởi nghiệp. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng vào luôn cái phần nội thất nhé các bác nhé. Đây, trước tiên về các cánh cửa này thì các toàn bộ phần keo chỉ cánh cửa còn nguyên. Đây. Keo chỉ cũng như đinh bấm là những cái tấm tem bảo hành của một chiếc xe. Nên chúng ta khi mua xe cũ chúng ta phải kiểm tra kỹ lưỡng vào những cái phần này. Đó. Hiện tại đối với dòng xe K2700 em đã có các mẫu đời 2010, 2011 và 2012 đủ cả. 2013 nữa. Đó. Keo chỉ còn nguyên này. Rất là mảnh mai luôn. Đó. Tổng thành toàn bộ cái phần táp lô này. Táp bi ở cửa đấy. Phần nhựa nhất là vẫn còn nó khá là ok. Không có bị ọp ẹp, không có bị móp méo gì cả.
Tiếp tới chúng ta sẽ cùng kiểm tra qua về cái phần đinh bấm các cánh cửa. Đây, ở góc này chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng này. Toàn bộ các phần mép đinh bấm này, đây. Toàn bộ đinh bấm này còn nguyên này. Không mất một tí đinh bấm nào các bạn nhé. Đinh bấm cũng như là keo chỉ em cũng nói đấy là một cái tem bảo hành. Bởi sao? Khi các đinh bấm này nó còn đấy, vì nếu mà nếu bị bấm đụng vào chạm nhá, thì cái đinh bấm này nó sẽ phải bị bả ma tít lại, khiến cho những cái đường cái lép đinh bấm nó không còn được như này nữa, và các mép của nó không còn được sắc cạnh, được sắc nét như này, nó không còn được đẹp như thế này nữa. Nhiều cái đinh bấm là do dập lại thì nó sẽ có dấu hiệu của nó mà nó sắc mà không được như thế này. Đó, các mép này, các mép của các khung này vẫn còn nguyên vẹn. Đó, đây cũng vậy, đây cũng vậy. Còn dòng xe tải thì không thể tránh khỏi những cái việc là sơn xỉa bắn tỉa qua, là không thể tránh khỏi đâu. Các phần lá mưa này, các phần mép nối này, và các cột A cột B này. Đó. Tiếp tới chúng ta sẽ vào luôn cái phần nội thất. Thì nhìn tổng quan ở góc nhìn như này chúng ta có thể thấy rõ đây là nội thất của xe thì đã được bọc rồi, ghế đã được bọc da đầy đủ, bọc da khá là mới, ghế được bọc da mới nhá. Cái này được có một cái ưu điểm này là bạt mới này, nội thất ghế mới này, đăng kiểm mới này, đó. Và xe thì đảm bảo cho bác là xe không đụng va chạm gì cả các bác nhé, cam kết cho bác đó. Và góc này chúng ta nhìn thấy một cách kỹ càng hơn. Dòng xe này thì chạy êm ái thôi, cũng trang bị đầy đủ những cái thiết bị cơ bản của một chiếc xe rồi, như là điều hòa, đầy đủ điều hòa lót sàn đó, đầy đủ điều hòa lót sàn các bác nhé. Đây là toàn bộ không gian ở đây. Trần thì còn tương đối là sạch sẽ. Những cái mẫu xe này thực ra là em chưa có dọn rửa gì cả, nên là cái trần này còn nó hơi bị nhem nhem một tí thôi, nhưng nó về cơ bản là không có rách bục gì cả. Về chúng ta có thể vệ sinh qua hoặc là làm một cái trần 3D ở đây cũng khá đẹp. Đó. Không có gì cả, không có gì. Việc nội thất vệ sinh nội thất rất là dễ dàng và đơn giản thôi. Đó, đây, cái góc quay nó tương đối là kỹ càng. Ok, bây giờ tiếp theo thì em sẽ cùng đến với cả phần thành thùng cũng như là gầm bệ của chiếc xe này các bác nhé. Thành thùng thì còn tương đối là vuông vắn. Còn những đời dòng xe K2700, những đời tầm 2010 thì là thành thùng đa phần là tự mình đóng các bác nhé. Tự nhà đóng, chứ không có thành thùng nhà máy đâu. Sau này dòng xe như K190 hoặc là K165 ấy, thì nó sẽ có thành thùng của nhà máy hơn. Mà đặc biệt nhé, hiện tại em cũng đang có những cái mẫu xe, dòng xe tải 1,25 đủ như là dòng xe K125. Đấy, em cũng chia sẻ trên kênh Zalo rồi. Kênh Zalo thì bác nào mà có thể quan tâm thêm dòng đấy thì có thể bảo em sẽ chia sẻ cho. Đây, và tới phần thành thùng đây, chúng ta có thể thấy những cái phần đinh bấm này còn nguyên này. Đây. Đinh bấm nguyên này. Đấy. Đinh bấm nguyên nhá. Đó. Nó hơi bẩn thế nào nó không rõ đâu. Cái màu sơn thì còn tương đối là đẹp. Màu sơn tương đối là đẹp. Đó. Màu sơn của tôi rất đẹp nhé. Đây. Nói về tổng thành thì thành thùng chiếc xe này còn tương đối. Đối với những cái đời 2010 thì đây nó cũng hơn 10 năm rồi, 12 năm từ lơi rồi. Đây là toàn bộ phần hệ thống chassis này. Xà sóng thì vuông vắn, không có chút cong võng gì cả. Đó, không giữ cong võng mối mọt gì cả bác nhá. Chưa giữ được mối mọt gì cả. Thì vuông vắn, lốp lát thì còn tương đối, nó còn khoảng tầm 70% trên 70%. Tiếp tới chúng ta đến với cái phần bửng đít và lót sàn chiếc xe này. Chiếc xe này thì đã được lót sàn tôn rồi. Toàn bộ các khung sắt, khung thành thùng đều rất là vuông vắn, đảm bảo cho cái đáp ứng được tốt các nhu cầu công việc của các bác. Trước đây người ta chở hàng nhẹ nhàng thôi, không có lặng lặc gì cả, nên cái phần vẫn giữ được nguyên được cái chất lượng sàn sóng ở dưới. Cái sàn sóng ở dưới nó rất quan trọng, nó đảm bảo cho được việc chở hàng sau này chúng ta. Ở góc này chúng ta nhìn thấy đây, đèn thì đèn có tương đối đẹp này. Đấy. Nói chung đời 2010 thì chúng ta không thể tránh khỏi những cái sơn sai chật chặt và cái sơn lại rồi, bắn tỉa lại thì không thể tránh khỏi rồi. Nhưng về tổng thành chiếc xe này thì vẫn là một chiếc xe còn tương đối là tốt. Từ phần máy móc gầm bệ cho tới những cái phần khung
khung thành thùng. Còn chassis, hệ thống chassis thì đây các bác thấy không có một dấu hiệu của việc móp méo gì nhá. Chưa thấy dấu hiệu móp méo gì cả. Không dấu hiệu của việc móp méo cũng như là dấu hiệu của việc hàn lại. Khi chúng ta kiểm tra xe cũ mà thấy xe việc cái hệ thống chassis mà nó đã có cái dấu hiệu về hàn lại rồi thì chứng tỏ trước đó nó chở hàng rất là nặng rồi. Hàn lại rồi thì cái chất lượng nó sẽ không còn được như nguyên bản nữa. Nên chúng ta có thể cân đối kỹ càng hơn. Tiếp theo thì em sẽ cùng tới kiểm tra cái phần máy của chiếc xe này các bác nhé. Chúng ta sẽ cùng đặt máy lên và kiểm tra kỹ lưỡng về chiếc xe này. Các bác mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì có thể là kết nối Zalo với em qua số điện thoại là 0975 180 777 0981 188 765 thì để có những cái hình ảnh, những cái video nó chi tiết nhất. Bây giờ em sẽ cùng lật máy lên và ngó qua về cái phần máy của chiếc xe này xem như thế nào các bác nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần cua lốp cũng như phần máy của chiếc xe này. Đây phần cua lốp đây, còn tương đối là đẹp này. Đấy, chưa thấy dấu hiệu của mọt, việc mới mọt gì cả, đã 2010 mà còn giữ được khá tốt. Đó. Cua lốp này, phần chống nóng chống ồn này. Đây phần chống nhiệt này. Vẫn còn tương đối là đẹp. Về tổng quan thì đây một chiếc xe còn tương đối là đẹp so với đời. Đây ở góc này chúng ta nhìn kỹ càng hơn nhé. Đó. Tương đối là sụp đời. Tiếp tới là phần máy này. Đây. Vẫn còn ánh lên cái độ bảy màu của chiếc xe. Vẫn còn tương đối đẹp không nhé. Đó, đây chiếc xe em chưa dọn rửa gì cả. Đây là nó vẫn được giữ cái độ nguyên bản của nó. Em về vẫn chưa rửa nước thì đâm ra nhìn hơi bẩn đi thôi. Đó. Thì vừa rồi đó là những cái chia sẻ tương đối là kỹ càng về cái mẫu xe dòng xe Kia K700 đời 2010. Một mẫu xe tải tải trọng là 1 tấn 25 hạ tải xuống còn 1 tấn. Đã được trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn tôn rồi. Đã được nội thất thì ghế mới này, bạt mới này, đăng kiểm mới này. Các bác mà đang quan tâm thì liên hệ em ngay qua số điện thoại là 0975 180 777 0981 188 765. Cảm ơn các bác đã theo dõi video chia sẻ và báo giá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ và báo giá những dòng xe tầm tiền dưới 200 triệu sau.